Thưa quý vị, vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến từ năm học trước cho đến nay, các học sinh của khối lớp 12 bị ảnh hưởng rất nhiều trong việc chuẩn bị kiến thức trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp đến. Và trước tình hình đó, thì các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng đã sớm áp dụng nhiều biện pháp ôn tập lồng ghép vào thời gian dạy chính khóa trên lớp cho học sinh của khối lớp 12 của mình. Từ đầu năm học này, học sinh khối lớp 12 của trường Trần Phú được học 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong các tiết học tự chọn. Đây là những môn học mà chắc chắn các em phải thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tại những tiết học này, giáo viên tập trung cho học sinh làm quen với các dạng bài tập, đề và phân tích sâu hơn các kiến thức đã học để nắm chắc vấn đề. Thì lúc học trực tuyến, lúc học trực tiếp, đôi khi thì cái khả năng mà các bạn sâu chuỗi tất cả những cái vấn đề một cách liên tiếp thì nó chưa thực sự hiệu quả lắm. Nên những tiết học tự chọn này thì cũng là tiết mà gia tăng cái sự củng cố, sự ôn tập để nắm vững hơn những cái phạm vi kiến thức mà các bạn đã nắm được. Từ khi được đi học trực tiếp trở lại, các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện ưu tiên cho học sinh khối lớp 12 được học trực tiếp tại lớp. Trong trường hợp giáo viên khối lớp 12 bị F0 hoặc F1 sẽ có giáo viên khác dạy thay tại lớp. Các trường còn tạo riêng những lớp bồi dưỡng kiến thức cho học sinh không theo kịp kiến thức tại lớp học hoặc bị F0, F1 theo hình thức trực tuyến. Trong cái tiết này là các thầy cô sẽ củng cố lại những cái bài tập hoặc những cái hỗ trợ thêm cho những các em mà chưa theo kịp. Ví dụ như là có thể giao bài về cho các em là qua các cái đường link để cho các em làm bài, rồi từ đó mình biết được là các em đó là còn thiếu hụt cái chỗ nào đó là mình bổ sung thêm. Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh khối lớp 12 học đến đâu, nắm vững kiến thức đến đó, thì các trường cũng đang cho học sinh đăng ký tổ hợp thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Các em là không được đăng ký cả hai tổ hợp, thì đăng ký là một hoặc tự nhiên, hai là xã hội thôi. Và chúng tôi sẽ tiến hành tổng hợp và tiến hành bắt đầu giảng dạy, tăng cường ôn tập cho các em. Từ ngày 24 tháng 3 đến các trường hợp mà các em thuộc diện F0, F1 thì chúng tôi cũng đã có mở một lớp riêng cho các em đó, để có những thầy cô riêng dạy riêng cho những em đó để đảm bảo những em đó theo kịp với các bạn học trực tiếp trên lớp. Nên là đến thời điểm này thì kế hoạch chương trình của nhà trường là thông suốt đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu ngành giáo dục đánh giá tình hình thực tế để xem xét kéo dài năm học này và các trường sẽ tận dụng thời gian này để bổ sung kiến thức cho học sinh cuối cấp.